Do nhiễu động trên biển kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, chiều nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa dông. Dự báo từ chiều tối nay đến hết tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có những nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa có thể lên đến 150mm. Mưa lớn tập trung về chiều và đêm, nguy cơ cao đi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dồn dập có thể gây ra lũ sét, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn đồi dốc đứng và ngập úng ở các khu vực trũng thấp, khu đô thị. Còn Bắc Bộ và khu vực Quảng Ngãi tới Bình Thuận cũng có mưa dông cục bộ trong chiều và đêm nay, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Ngày mai nắng nóng ở Trung Bộ sẽ thu hẹp về từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ đầu tháng 5 đến nay, các đợt nắng nóng gay gắt đã khiến cho tình trạng thiếu nước diễn ra trầm trọng tại một số khu vực của tỉnh Quảng Bình như là các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Trọng Hóa, Dân Hóa và một số công trình cấp nước của huyện Lệ Thủy. Các giếng đào cạn khô và người dân phải đi lấy nước trong các khe suối, đi xin nước hoặc mua nước. Tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương có giải pháp để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân. Về lâu dài thì cần đầu tư công trình cấp nước quy mô lớn.